Hi, chào mừng mọi người đến với video của mình và mình là Út. Hôm nay mình hướng dẫn mọi người bài Thái Massage. Đây là bài trị liệu tập trung ấn huyệt và bể, giúp lưu thông khí huyết, thải độc tố, giảm đau cơ, nhức mỏi. Nào, mời mọi người cùng quan sát và tập luyện. Đến với bài Thái, mình sẽ hướng dẫn mọi người bước động tác thứ nhất là Palm Walking, là tay đi bộ bằng tay. Mình chỉnh đốn khách nằm với tư thế như thế này. Thường là những nơi, tùy vào một những nơi, cái setup, cái dưỡng thái đúng tiêu chuẩn á, là bằng cái tấm niệm. Bạn nằm trên tấm niệm chứ không có áp dụng bằng cái giường massage này. Thì mình dạy với con đối giữa cái niệm này và niệm massage thì cũng nói chung cũng tương tự thôi, mọi người có thể linh hoạt và áp dụng. Rồi, động tác thứ nhất là Palm Walking. Mình đi bộ nè, từ lòng bàn chân của khách chia làm 3 điểm, cứ đi bộ dần lên, nhịp nhàng hai tay nè, ngã qua ngã lại và nhích dần lên, 3 điểm trong lòng bàn chân nhích dần lên. Chân của mình cũng bước theo luôn, làm trụ, bước người lên luôn, lên phần bắp chân. Mọi người chú ý đi nửa phần trái chân. Cái bàn của mình á, cái ốc tay của mình ấn phần nửa cái trái chân về xu hướng ra ngoài, ấn xuống xu hướng ra ngoài, cứ như thế mà bước bộ lên dần, ní cái phần nhượng chân ra. Và nếu mà những khách đòi lực mạnh á, mình có thể đi trên phần nhượng chân cũng được, cứ tiến lên. Đối với phần bắp đùi cũng đi phần chính giữa, ấn vô về xu hướng đi ra ngoài, cứ ngã người như thế này, tay đi bộ từ từ lên, lên tới này, lên tới này, đi bộ lên luôn ha, đi bộ lên mông, ấn huyệt mông, phần chỗ phần mông nè, mình ấn qua ấn lại lên mông hai nhịp, và cái chân của mình bước cái đầu gối chân ấn dưới huyệt đáy mông đây, áp nhịp nhàng bước theo lên vậy luôn. Đúng rồi, cái hai cái chân, hai cái đầu gối mình ấn đúng rồi thì mình tiếp tục đi bộ bằng tay lên tiếp. Đối với cái trên lưng thì cũng đi trên cái cơ và xu hướng ấn xuống xu hướng ra ngoài, ấn xuống xu hướng ra ngoài và bước bộ dần lên, bước bộ dần lên tới vai. Rồi ấn xuống lại thôi. Đó, cái Palm Walking mọi người cũng phải đi nhịp nhàng, từ từ và phải thấm luật, giống như mình đi bộ ấy. Mà đây đi bộ bằng tay, khi xuống phần mông dùng lực nhẹ nhàng, cân đối. Và mình đổi thành tư thế này, chuẩn bị ấn huyệt. Rồi, đó là động tác thứ nhất là Palm Walking, là đi bộ bằng tay, cho nên mọi người chú ý. Rồi tiếp theo, động tác tiếp theo là ấn huyệt dọc đường xương sống. Đây, thì mình ấn bên cạnh đường xương sống, nhưng đừng để đụng cái xương sống là được, sát bên cạnh là được. Dùng hai tay này, ấn xuống phần thắt lưng này, cũng ấn xuống. Hít sâu vào. Mình cũng tính từ 1 đến 10 và giữ 3 nhịp. Rồi sau đó thả ra từ từ, từ từ, từ từ, tính lại 10, 9, 8, 7 thì tính ngược lại. Thả ra từ từ, ấn vô cũng từ từ và thả ra từ từ, và cũng phải có điểm dừng. Rồi mình ấn lại nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giữ, 1, 2, 3, rồi thả lực ra theo nhịp hô nè, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đó, mình thả như vậy. Và bước này mình đừng thả hai tay ra liền mình bước, mà mình bước chú ý nè, nhíp từng tay và mình mò cái đường xương sống, nhích lên một tí để mình độ cái khoảng của nó, tay sau, tay tiếp theo là tiếp tục bên cạnh tương tự, là cứ việc ấn vô tính tới 10 rồi thả ra từ từ, cứ như vậy mà nhích từng thường là bài dài thì mấy bạn nhích từng mắt tay mắt đốt sóng thôi, còn nếu mà bài ngắn thì mấy bạn nhích từng hai mắt tay là được.
từ. Cứ như thế mà nhích dần lên tới tới vai, tới cổ. Đi chậm ha, đây là mình tiếp tục là tương tự nha, mình đi nhanh ha. Rồi đối với bài mà dài 90 phút á, là mình tiếp tục đi xuống, tiếp tục đi xuống, tiếp tục đi xuống ngược lại. Còn đối với 60 phút là chỗ đó là ok rồi. Đi ngược lại, ngược lại. Đối với bài 90 phút ha. Rồi sau khi ấn huyệt dọc lên dọc xuống, động tác tiếp theo là bam, xoay dù lại, cũng đi bộ lên. Đi bộ từ từ thôi ha. Đi dùng cái cổ tay này giống đi bam nãy mình nói đó, dọc cái đường cái cơ xu hướng ấn xuống và xu hướng ra ngồi ha. Xu hướng tách đây nè, xu hướng tách đây nè, ấn nhịp nhàng từ từ thôi, đi bộ lên đi bộ xuống. Đã đối với 60 phút, 90 phút, còn đối với 60 phút hồi nãy mình ấn lên tên tới này đó, mình không có ấn xuống nữa mà mình đi bộ xuống. Là mình cắt đi khoảng một phần, phần 3, phần 4 rồi ha. Đi xuống. Này. Rồi đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì tùy thì chúng ta cân đối giờ mà chúng ta làm thôi. Rồi tiếp theo. Động tác tiếp theo là ấn huyệt từng bên. Lúc này dùng hai ngón cái nè, đưa vào huyệt mông nè. Huyệt mông thì mọi người tự ấn trên mông mình thử, mình biết cái huyệt nằm chỗ nào, mình cân đối mình ấn cho khách ha. Huyệt mông ấn vô. Cũng ấn từ từ tới 10 và từ 10. Giữ 3 nhịp về từ 10 ấn thẻ lực ra. Cũng 10 nhịp vậy. Ấn vô cũng 10 nhịp mà thẻ ra cũng 10 nhịp. Cho nên mọi người cân đối, ấn càng chậm càng tốt, thấm sâu. Giữ 3 nhịp rồi thẻ ra từ từ. Cách ấn này là cũng dọc xương sống, xu hướng ấn vô và xu hướng đẩy ra ngoài. Đẩy mà đừng để đẩy ngang gì ha, xu hướng ấn sâu vào và xu hướng ra, xu hướng thôi, xu hướng ra thôi. Ấn xuống và xu hướng ra thôi. Rồi cứ thế mẹ dọc lên. Và mấy bạn chú ý cái tư thế người của mình nè. Ha, dịch, dịch ha, cái chân mình này làm trụ dịch theo nè. Cái chân này nó ngã theo làm trụ nè, như vậy mình tới mình dịch theo nó ngã theo nè. Nó ngã theo nè, thấy cái chân mình đi theo để làm trụ cái tay của mình. Nếu mình không có dùng cái chân á thì tùy vào mỗi người. Mỗi người có cái tay xô mạnh hay là lực mạnh á thì mọi người không cần, hoặc là khách làm lực nhẹ mà mọi người không cần. Còn đối với mình thì mình cảm thấy mình cũng còn yếu. Cho nên là mình cứ áp dụng, mình cứ tư thế của mình mà cảm thấy sao cho nó khỏe nhất và phù hợp nhất, mà không làm ảnh hưởng tới khách của mình, tư thế của mình, thì mình cứ việc áp dụng thôi. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Mình tự tạo tư thế cho mình. Đây, mình nói lại, ấn huyệt lên. Đối với 90 phút thì mình ấn xuống. Rồi đi bàn. Ấn xuống, ấn xuống. Rồi tiếp tục đi bàn. Lên. Đi bàn xuống. Còn đối với 60 phút thì mọi người chỉ cần đi bàn xuống thôi. Là khúc ấn huyệt lên rồi đi bàn xuống là được. Xong. Chuyển bên, mọi người cũng phải về xương hình tam giác để làm trụ. Trụ và thấm từ từ ha, ấn vô từ từ rồi chuyển bên tương tự. Bên này làm tương tự, ấn lên. Đây thì mình coi ấn đối với 60 phút nè. Ấn lên. Này, rồi mình đi bàn xuống. Đó, là đối với 60 phút đó. Hồi nãy bên này mình làm 90 phút, rồi bên này làm 60 phút đó. Là xong. Tiếp tục cũng trụ hình tam giác nè, xương hình tam giác trụ tay mình xuống nè và bước người xuống, bước người xuống giường. Còn đối với mà giường bằng á, giường không có phải là giường massage mà giường như tấm nệm của mình á, thì mình tiếp tục chuyển động tác thôi, không cần phải cái động tác chuyển xuống giường ha. Còn cái này là mình chuyển xuống giường, thì cách chuyển xuống giường mọi người cũng chú ý đừng có làm giật người khách, mình cũng ấn từ từ nè, làm trụ cái tay của mình nè, làm trụ và liêu xuống từ từ. Đó. Tiếp theo chuyển động tác chỏ. Dùng chỏ ấn huyệt mông nè. Rồi cứ thế mà nhích dần lên nè. Thắt lưng. Cũng dọc đường xương sống nhưng không đụng xương sống. Xu hướng ấn xuống về, ấn xuống về xu hướng ra ngoài.
Rồi cách ấn chỏ thì ta dùng cái gù chỏ, ta cũng ấn dọc đường xương sống như vậy. Nhưng cách đồ nhị thì chỏ nằm, đồ mạnh là chỏ đứng, còn vừa vừa là chỏ vừa vừa, nằm nằm như thế này. Cứ thế mà mình cân đối và mình đi. Khi nãy mình ấn việc mình nhớ hỏi lực khách ha, rồi mình cân đối và mình đi, đi dần lên trên vai, lên đầu vai luôn. Lên tới đầu vai á thì xu hướng mình giật chỏ xuống gì thôi, chứ còn ấn xuống gì thì nó tượng xuống rồi. Thì mình phải ấn giật ngược lại này. Lên tới đầu vai nó ấn giật ngược lại. Rồi mình ấn xuống nữa. Cái ấn lên và cả phần ấn xuống thì mình phải tùy thuộc vào cái thời gian của mình làm ha. Rất là đơn giản thôi, chủ yếu là mọi người học cái cách ấn thôi. Đó, đó là cái cách ấn chỏ rất là đơn giản ha. Mình nói lại, lực nặng á, mạnh á, thì mình đứng chỏ lên, mình ấn sâu vào và mình kìm cho đừng đỡ khỏi bị trượt đường cơ. Đây là mạnh lắm nè. Còn nếu mà nhẹ thì nằm, cũng dùng động tác chỏ nhưng mà nằm xuống. Còn trung bình thì hơi dựng dựng cái chỏ lên một tí, cứ thế mà ấn lên, ấn xuống. Rồi khi ấn xuống rồi, tiếp tục chỉ đứng này, cầm tay khách lên nè, đặt ở trên giường. Tiếp tục mình làm phần tay, mình bam cái phần tay, bam vô nè, từ ngồi bam vô, đi từ từ thôi. Lát nữa qua bên này nhưng cũng khó thấy ha. Rồi tiếp tục đây nè, mình chỉ nè cái mặt ngửa của phần tay, mình cứ bam trong lòng bàn tay và bam lên phần mặt bàn nè, bam vô rồi bam ra thế thôi. Đây nè. Còn đối với phần bắp tay, mọi người ôm như thế này, mình ôm xem mà cho nó không phải bị chèn cái phần cơ. Lát nữa qua bên phần bên phải này, mình ôm cho mọi người thấy. Đi vào rồi đi ra ha. Chỉ còn bam vào bam ra thôi, phần tay. Rồi xoay người lại, ấn huyệt lòng bàn tay. Lát nữa thì qua bên này mình chỉ luôn ha. Ấn huyệt này, ấn ra các ngón tay, ấn ra từng các ngón tay. Rồi xoay lại, ấn huyệt cẳng tay, ấn lên. Lát nữa mình ở bên này mình làm hơi nhanh, lát nữa qua bên này mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn. Này, ấn huyệt của phần chỗ này, tiến lên, tiến lên, tiến lên, ấn xuống. Xong, bam lại. Rồi, mọi người quan sát luôn ha. Đặt lên, cầm tay khách, đặt lên lưng. Cái độ đặt lên lưng á, tùy vào cái độ dẻo của khách. Nhiều khách chỉ đặt lên được tới này thôi, nhiều khách đặt lên tới này, và nhiều khách đặt lên được tới này, tới mức này luôn. Thì mình canh hết cái độ căng tối đa của khách là mình đặt, và mình giữ cố định đó. Cầm cái tay này, giữ nè, nâng lên, nâng cái bờ vai, đầu vai của khách lên và đưa cái tay này ôm xuống. Lát bên này mình chỉ hướng dẫn cho mọi người giữ và cho cái bẻ vai nhô lên. Nhiều khách cái bẻ vai có nhô và nhiều khách cái bẻ vai cũng không nhô, thì mình cũng cân đối mình ấn thôi. Cái bẻ vai mình chia làm 3 điểm, 1, 2, 3 thôi. Cái vòng tròn của bẻ vai nè, mình chia làm 1, 2, 3 điểm huyệt để mình ấn thôi. Nơi nào cũng là huyệt hết á. Cái phần bẻ vai nè, thì mình chia là mình chọn 3 điểm nơi mình ấn thôi. Ấn 1. Nhớ cách ấn là ấn vô từ từ đến 10, giữ 3 nhịp rồi thẻ ra cũng từ ngược lại từ 10 đến 1 ha. Ấn 3 điểm nè. Rồi, ấn xong rút về giữ lại cái độ căng. Nếu mà tay nó trượt xuống thì mình cũng giữ lại độ căng đó. Luồn cái tay này vô, ấn quẹt. Giữ đây là giữ hờ, đừng có giữ chặt đau cổ tay ha. Tiến lên. Còn khách mà nặng nữa thì mình nhóm ngược xíu lên, rồi thả ra từ từ, bỉ lần hai, cân đối cái tay nè, thẳng song song nè, bỉ lên. Thì cách bỉ này á, giữ nè, giữ cho thẳng tay ha. Do bạn model này không có dẻo lắm, cho nên là chỉ mức tới đây, nhiều người tới thẳng, nó nhô lên tới mức này. Thì mình khi mình bỉ á, mình cân đối mình phải nhìn nè, tay nè, mình bóp cái độ căng của trái tay nè, bắp tay nè, mình căng. Và mình như đưa lên từ từ, khi nào bỉ á nha. Nhớ bẻ là mình phải đưa lên từ 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 từ, mình nhìn thấy căng rồi càng từ từ càng chậm nữa. Rồi khi cái điểm dừng á, thẳng khách nó sẽ có độ giật lại một cái, thì đó là điểm dừng. Thì đó, khi mà có điểm dừng rồi khách nó giật lại một cái là mình giữ trong vòng 3 nhịp,
1, 2, 3 rồi mới thả xuống. Còn cách nhận nhận biết thứ hai nữa là khách nó giật giật cái ngón tay nè, kêu đừng dơ lên nữa thì mình điểm dừng. Cái gì mình phải dừng hoặc là căng quá thì mình thả lên một nhịp thôi, hoặc hai nhịp rồi mình dừng giữ. Cách bỉ làm căng là phải giữ giữ nhịp rồi sau đó mới thả xuống từ từ đó. Rồi dịch chuyển qua bên này là tương tự này, mình qua bên này mình hướng dẫn kỹ hơn cho mọi người nè. Đây là cách chuyển động tác thôi ha. Ấn hiệu bằng chỏ thì ok rồi, cứ việc ấn lên. Rồi cầm tay khách đặt lên trên giường. Đây, coi thử mình cắt này, mình chỉ cho mọi người thấy nè. Rồi mình đứng hơi mí vào một bên để cho mọi người thấy cách bam tay khách ha. Một tay nè, bam là bàn tay nè. Một tay bam cái phần này ha. Bam thu gọn lại nè. Xoay lại nè. Rồi bam ra thôi, rất là đơn giản. Có lực ha, đi mạnh xuống đi lực nè. Tay cong lại luôn nè. Bam ra. Đó, thì mình hướng dẫn cách bam cái phần trái tay như thế nào. Ví dụ mình bam á, mà bam gì á thì khách nó sẽ đau. Nó sẽ đau, cho nên bam á, lúc này mình cầm nè, ôm nè, đi mặt bằng của trái tay nè, cái bắp tay nè, mặt bằng của bắp tay nè, thì khách sẽ không đau. Và mình có độ ôm nha, độ ôm mà giữ lại bên em xuống nè, như thế này nè. Đó, nè. Đối với phần cả trái tay, chứ còn mình đỡ cái ốp tay mình ấn vô phần này thì khách sẽ đau và khó chịu, cho nên mọi người chú ý cái phần này. Đó, xem mình xem lại cái camera coi thử cái nó quay ok hay không á nha. Rồi, ok. Đây, nhớ cái phần bên trái tay ha, mình phải độ ôm và đi xuống, chứ đừng dùng cái ốp tay mà ấn vô phần này là không được, khách nó sẽ đau lắm. Còn cái này có thể dùng ốp tay được nè. Ốp tay được nè. Nhưng đối với này, mọi người phải ôm. Đó là cách bên ha. Bên vô nè. Rồi bên ra. Rồi quay lại. Ấn huyệt lòng bàn tay thì đơn giản rồi. Từ cái chỗ cổ tay nè, xuất phát từ cổ tay, dùng hai ngón tay ấn xuống. Thì cái cổ tay nếu mà nhiều người mỏi thì nó có thể kêu, thì không vấn đề gì hết ha. Ấn cổ tay là gì xuống là có thể kêu. Rồi ấn ra này, hai cái phần mô thịt của phần lòng bàn tay này, ấn ra vô, ấn lại chặn đường chính giữa, giống như đường massage vậy đó. Rồi mình ấn ra từng ngón tay, tất cả ấn đều từ từ hết luôn. Cái phần này ấn cái phần lòng bàn tay là ấn cái phần nhích nhỏ, nó không có mô rộng, phần rộng như phần lưng, cho nên mình tính khoảng tới 7 thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 thôi. Rồi thẻ ra từ từ, cứ gì mà ấn dần lên, thẻ ra từ từ. Cái này là diện nhỏ cho nên mình ấn nhiều, cho đây lý ấn phần từng mắt tay này, ấn lý lên nè. Mình tính tới 5 hoặc 6 thôi, tại vì lâu quá thì mất thời gian của mình ha. Như vậy mình nhích lên dần hết lòng bàn tay, ấn bê đường lòng bàn tay, ấn nhích từ nhích hết bê đường. Rồi ấn ra từng mắt ngón tay, ra từng ngón tay, đây cũng vậy, ra từng ngón tay. Rồi xong, xoay lại, xoay người lại ấn ha, ấn phần cẳng tay thì mình hơi nghiêng người ha. Các bạn đứng thơ tấn này, đứng thơ tấn, nách khép lại và ấn xuống như thế này, giống như bên kia để mình ấn nha. Nhưng mình nghiêng lại cho mọi người thấy nè, dập cái phần cẳng tay nè, ấn xuống, ấn lên đến này, đơn giản ha, ấn dập gì thôi. Lên tới này thì cái phần ốp của phụ cụ chỏ nè, có cái phần hổm nè, ấn vô. Thì cái này thì cắt cái phần gắt cụ chỏ ra một mắt tay thôi, ấn ở trên này nè. Còn đây hai tay vừa ấn như thế này. Đó. Còn lên phần bắp tay đi cái mặt ngồi này, ấn vô. Lên tới huyệt đầu vai nè, ấn vô. Huyệt đầu vai mọi người có thể mà rờ được, còn không rờ được thì cũng được, cứ việc ấn lên gần tới chỗ hiệp cho chỗ đầu vai thôi. Thẻ ra rồi ấn xuống lại. Ha, tất cả ấn đều phải từ từ ha, xoay người lại cũng phải ban vô ban ra lại. Rồi đặt tay lên nè, độ căng của tay đặt tối đa nè ha, căng tay này giữ, nâng cái đầu vai của khách lên, tay này luồn vô ôm đầu vai. Ôm nè, đầu vai. Tiếp theo dùng ngón cái ấn huyệt
bẻ quai, chia hiệp bẻ quai lên ba đoạn như hồi nãy mình nói rồi. Ấn, ấn, cũng ấn từ từ thôi ha. Xoay lại, rút tay về, luồn vô, bẻ lên, cũng tạo độ căng như vậy. Và giữ, nhớ là khi bẻ mình cũng phải tạo độ căng đến một điểm nhất định vừa phù hợp với khách, rồi mình giữ, giữ 3-4 nhịp rồi thả ra từ từ, cầm tay thẳng, không nói này, căng lên, căng lên, điểm căng tối đa phù hợp rồi, nhớ là bẻ từ từ thôi ha, giữ rồi sau đó mới thả ra từ từ đó. Nó cũng giống như cách ấn huyệt vậy á, cũng phải giữ tới ở mức độ căng phù hợp, ok phù hợp rồi phải giữ. Mà trong mắt, trong bài thái khi bẻ phải đạt cái điểm căng, phải đạt cái điểm độ căng của khách. Nếu mà bẻ mà không có đến cái mức căng của khách á, mức căng là mức mà đến cái điểm dừng á, mà không đạt đến cái mức đó thì cái bẻ nó vô tác dụng. Giống như cái tay này, mình phải bẻ lên đúng căng chứ còn bẻ lên tới đây rồi bạn thả xuống thì đâu gọi là bẻ ha. Cho nên cố gắng tập cảm nhận cái độ căng của khách ở mức độ nào để mình làm một cách phù hợp nhất cho khách. Rồi xong, xong hai phần tay, giờ chúng ta lên cái phần vai cổ, chuyển lên nè, lên vai cổ. Rồi với phần vai cổ, đối với phần vai cổ, cái huyệt, cái chỗ đốt sống cổ tiếp giáp với đốt sống lưng là chỗ này, cái chỗ mà đốt sống nó hơi nhô cao hơn một tí xíu là chỗ đó. Rồi mấy bạn mà ở cái cột này là cao nhất này, thì cái dở cái khổm của nó nhích ra một mắt tay rồi ấn xuống. Thì mấy bạn cân đối ha, nhìn vào hình tượng cái mắt tay của khách này thì mình độ mình cân đối trên này, chẳng phải mắt tay của mình. Đôi khi mắt tay của mọi người dài hơn cho của khách thì mình cân dài mấy thì cũng được ha. Rồi ấn, cứ gì cắt một mắt tay ấn vô, bung rộng ra, làm ba điểm rộng ra, cắt một mắt tay cứ ấn vô thôi. Rồi cứ như thế mà nhích xuống, đốt sóng tiếp theo ấn vô xuống, rồi nhích ra. Hai điểm thôi là nó đụng bẻ qua rồi, cho nên cái phần chỗ này là còn hai điểm thôi là được rồi. Rồi tiếp theo đốt sóng tiếp theo xuống nữa, một điểm, hai điểm, cứ như vậy ấn bung ra, bung 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 ra. Rồi tiếp theo lên là đốt sóng thứ nhất, ấn xuống về dịch xuống đầu vai, cái đầu vai này, hõm của đầu vai này mình cứ việc ấn vô. Cái này mình hơi chật hơn, các bạn đứng chân trước chân sau, khép nách tay lại, ấn vô, ngã người tới, khủy gối xuống. Này mình bị chật cho nên mình bị hơi vướng ha. Đây, ngã người tới. Và cái phần vai của mình này, ấn cái hõm 1, 2 và 3 thôi, ra phần đầu vai thôi. Cứ ấn, cứ nhích dần ra tới phần xương thì dừng thôi. Nếu mà lỡ ấn trên xương thì phải thả lực và chuyển động tác khác ngay, chuyển cái vị trí khác ngay ha. Cứ ấn ra, ấn vô. Rồi, đó là ấn dọc xuống và ra, xuống lên và ra ha. Tiếp theo, cứ dọc con đường xương mà mình ấn thôi ha. Tiếp theo ấn từng bên thì tương tự như vậy. Hồi nãy ấn đôi, giờ mình ấn đơn ha. Rồi, khúc này là mình tìm cái cục tension á, cái cục căng cơ, cục cứng của khách á. Cái căng cơ nó dồn lại á, một cục gì nè, á, căng cứng nè. Mình phải dây và ấn sâu vào, đợi cho nó tan ra, giãn nở ra, cho khách mình khỏi bị đau nhức nữa. Đó, cứ dịch lên, dịch xuống và ấn thôi. Khách là bị nhiều thì mình tập trung ấn nhiều, nhiều cho khách. Xong, tiếp tục bên này tương tự, ấn như vậy, rất đơn giản ha. Cứ gì ấn, cái điểm quan trọng của mình phải tìm ra được cái cục căng cơ của khách và mình dây, mình ấn, mình tập trung ấn nhiều vào là xong. Hai bên tiếp theo nữa mình ấn ngón tay cái của mình nó đẻ đuối rồi. Tiếp theo nữa mình cần phải tập trung nhiều cái phần vai cho khách. Đa số là khách đều thích làm phần vai nhiều, mình cần phải thêm là chỏ ấn vô. Hồi nãy chỏ từ dưới đi lên thì mình đi cái một vòng thôi, giờ mình tập trung thì mình thêm ha, ấn vô, ấn vô, bung ra, ấn vô, cứ như vậy mà ấn đầu vai luôn nè. Nhớ mọi người làm từ từ, chậm thôi ha, chậm từ từ thôi, ấn huyệt cũng từ từ, thẻ ra cũng từ từ. Đây mình chỉ là mình làm nhanh nè, đây đơn giản nè, mình ấn bằng chỏ, như thế ấn là như thế này thôi.
người đứng rộng ra hơn, da mình cái phần mình chặt, cho nên mình đứng hơi như thế này thôi, khúc trên. Rồi xong, tiếp theo là mọi người ấn cổ của khách, phần cổ. Rồi đối với phần cổ này, mọi người dùng hai tay và ấn trên cơ cổ sát với xương cổ, nhưng đừng đụng xương cổ là được, chứ đừng có ấn phần xuống phần mềm này, phúng niệm rất là đau hơn. Ấn lên cái phần sát cơ xương cổ luôn, cứ gì mà ấn này. Đó, ấn dọc lên. Cái đây mọi người có thể áp dụng là mọi người ngủ bị trẹo cơ cổ, ấn cái phần qua và ấn cái phần này thôi là đủ, là hết rồi. Ấn xuống, cứ ấn dọc lên, ấn dọc xuống. Đây. Rồi mọi người áp dụng luôn là so dịu bóp, bóp dây phần cổ, vừa ấn rồi sau đó bóp dây phần cổ, thế thôi. Và mọi người chú ý ha, cái độ ấn là ấn ngang cái gì nè, ấn ngang cái gì, còn khúc này thì ấn đẩy xuống gì, trên này thì ấn xuống được, mà xuống phần này thì mọi người ấn đẩy xuống, đừng có dí ấn xuống. Và con đó cái giường và cái cổ khách nằm ấp cái phần lỗ của cái giường này, mình ấn xuống thì cái cổ khách này nó bị cấm cái phần lỗ ấp mặt này, thì sẽ cấm cái cổ rất là khó chịu, cho nên mình cân đối cái độ ấn của mình phải ấn ngang ha, khi ấn ngang thì nó không ảnh hưởng ha, chứ đừng có dí tì xuống nha, ấn ngang nè. Rồi qua bên này làm tương tự, có thể ấn tim quai nè, ấn vô cái phần cơ cổ rồi bóp cơ cổ. Đã xong cái phần vai thì ta đi bam thoa so dịu lại, bam ra, bam vô, so dịu lại, xong xuống. Dùng tay ấn chỗ xương tam giác, leo lên giường, ta đi một lần, bam lên bam xuống tiếp. Lúc này xuống tay luôn nè, lúc này bam xuống tay cho mọi người xem nè, lúc này tay đã được đỡ như thế này rồi, bam xuống tay luôn ha. Còn nếu mà nằm giường kia thì lúc đầu mình bam cũng bam xuống tay luôn cũng được, nhớ là ôm cái phần đây mình ôm nè, ôm chứ không được đẩm cái ốp tay mình vô phần bắp tay ha, ôm nè, nhớ ôm nha. Rồi cái phần này đẩm ốp tay được nè, đó. Rồi mọi người cắt thì có thể lên phần mông luôn, rồi có thể nếu thời gian dài ôm lên và đi xuống lại phần mông, còn xuống này mình cắt luôn đối với 60 phút. Đi xuống, đi từ từ thôi ha, nhớ là đi từ từ, mình hướng dẫn mình đi nhanh thôi, chứ còn mọi người đi làm theo cách đi từ từ, nhịp nhàng, cân đối lực, xuống phần lòng bàn chân luôn. Rồi xong, chuyển xuống phần chân, cầm hai chân lên, và mình không cần phải mình dở hai chân lên nhẹ nhàng như này, đỡ cho cái độ bung của khách tự nhiên nó bung ra ha. Rồi gắt chân lại, tùy vào mỗi người đỡ gắp chân, khách mà cứng á, thì gắp chân gì, khách mà dẻo thì gắp chân gì ha, thì mình làm bằng mọi cách, mình làm tối đa cái độ căng cho khách, làm căng nè. Chuyển, rồi động tác tiếp theo, cái phần này đơn giản thôi, mọi người quan sát thì có thể là tập được ha. Giữ hai gốc chân, cái cẳng tay mình nằm ở trên lòng bàn chân khách này, khép nách lại, để người này đi xuống, cái cù chỏ mình đi xuống, xong tiếp tục mình làm từng bên này, một chân đỡ dày và một chân đỡ như thế này nè, người quan sát về cách đỡ như thế này, làm căng cái phần này, làm căng vừa thôi ha, cái phần này thì nó tạo độ căng rất là cao, què thả ra một phần, giữ hờ, chuyển tư thế như thế này, người mình này chuyển tư thế như thế này, bắt đầu ấn huyệt mông bằng ốp tay, đây chú ý cái chân của mình nó theo cái tay của mình luôn ha, nó giữ để cho khỏi rung cái tay của mình, ấn xuống phần bắp đùi này, mình bung ra cho mọi người thấy, ấn xuống thì cái phần đường lai này nè, thì mình cứ dùng ốc tay ấn xuống và xu hướng ra ngoài thôi, ấn xuống xu hướng ra ngoài thôi,
xuống phần này nó hơi nhỏ thì mình cứ việc ấm vào thôi, ấm vô. Rồi, đối với phần đường lai, phần cẳng chân, dùng ngón tay, những người to có thể dùng bằng ốc tay ấn lên, còn những người nhỏ có thể dùng bằng ngón tay ấn lên, ấn đường lai ngồi của mặt cẳng chân á, cứ thế mà ấn lên. Rồi ấn xuống lại, xuống, ấn xuống, xuống đây dùng ba em ấn vô, rồi ấn lên đây này. Rồi xoay gối lại nè, xoay người lại với tư thế như thế này, bẻ là bẻ cái chân bên này, đây, bẻ lên. Đây đối với những khách bình thường, còn những khách nặng á, thì bạn phải phát cái tư thế quỳ giữ cái phần thắt lưng này và bẻ lên. Những khách mà dẻo á. Rồi chuyển bên, chuyển bên tương tự nè, đây, ép xuống một tí xíu, rồi thể lực ra vừa phải, tiếp tục chuyển với tư thế đứng của mình, ấn 1, 2, 3, cứ gì mà ấn lên, bên này tương tự như bên kia ha, ấn xuống, ấn lên, đây, rồi bẻ chân, rồi mình đối với mình diễn cái phần bẻ chân đối với khách nặng này, giữ thắt lưng này. Bỉ lên, đối với khách mà dẻo á, mình phải cái đầu gối mình nè, còn bỉ lên, còn đối với khách bình thường thì mình cứ tư thế thì mình bỉ lên là ok rồi ha. Giữ, cách bỉ là phải bỉ lên từ từ, giữ đến độ cao nhất định với khách chịu đựng được rồi, ta phải giữ, giữ 3-4 nhịp rồi ta thả ra từ từ. Rồi xong, thả chân một chân xuống, và một chân chúng ta dặm, dặm là cái phần bắp đùi khách này, mặt sắt này, thì mình ta dặm cái phần đầu tiên này, tay giữ như mắt kế này, kéo thẳng lên. Những cái chân khách mà ok mình kéo thẳng lên kêu luôn nè, đó ha, cứ thế mà ba nhịp lên tới này, mình đừng có kéo mạnh cái phần bắp, mình kéo vừa phải thôi, lên tới này nè, giống như đồ bẫy thì nó sẽ gãy xương đùi của khách, cho mình kéo một độ vừa phải lên. Rồi dặm lên phần thắt lưng của khách nè, dặm ngang ha, giữ phần thắt lưng của khách nè, làm trụ như thế này luôn nè, kéo lên. Cũng tùy vào độ căng của khách mà mình giữ ở mức độ đúng độ căng của khách, rồi giữ, rồi thả từ từ. Chuyển bên làm tương tự, ấn nè, chia làm 3 đoạn hoặc 4 đoạn tùy về chân dài chân ngắn thôi, chứ không có, có cần thiết. Đây, giữ, rồi thả ra từ từ. Xong đơn giản, tiếp tục phần bẻ tiếp theo, động tác tiếp theo, cầm hai chân này lên, tiếp tục mọi người xem, dỡ lên từ từ, dùng bàn chân của mình đạp giữ cố định trên phần thắt lưng, nhóm lên, ngã người mình tới. Không biết video có quay thấy cái mặt của mình không, chắc là không thấy rồi, nhưng mà mọi người quan sát từ cái chân cái tay này, ngã người mọi người tới này ha, rồi thả về, đi như vậy 2 nhịp hoặc 3 nhịp tùy, thả về. Đây đem mình đang điều trị thắt lưng của khách này ha. Rồi xong, thả chân khách xuống, tiếp tục chúng ta đi ba em lên lại, so dịu lại, đi chậm thôi ha, đi từ từ thôi, đi ba em so dịu lại nè, ba em lên, lên tới này làm sao cái chân mình bước giữ phần đáy mông hồi nào không hay nè, tiến lên đi từ từ thôi ha, ba em ra phần tay, rồi tiếp tục nhịp nhịp đỡ cân đối cái chân mình dưới phần, đúng dưới cái phần huyệt đáy mông ha. Rồi bắt đầu mình bẻ động tác tiếp theo nè. Đối với những khách to, nặng thì mình kêu khách là hold my hand lại nè, giữ cái tay mình lại nè, giữ tay mình lại, rồi mình bẻ. Còn đối với khách mà bình thường, nhỏ thì mình có thở, mình cảm thấy mình nâng khách lên được thì mình cầm như thế này. Cái hai cách ha. Rồi lúc này mình có thở là kêu khách hít vào nè, hít sâu vào, rồi kêu thở tự do, kêu khách thở tự do để giữ, mình giữ, rồi kêu khách hít sâu vào để chuẩn bị mình thả khách xuống,
hít sâu vào, rồi kêu khách thở ra từ từ. Thở ra, thở ra, thở ra, thở ra. Rồi rơi cho khách xuống từ từ. Cứ như thế mình bị lần 2, lần 3 ha. Đối với khách mà bị cứng lấy gồng hoặc gì đó thì mình cách bỉ của mình cũng nâng lên, mình đứng lên này, ngã người ra sau này. Có nhiều cách mọi người tập thì mọi người sẽ biết cách để vận dụng tùy vào mỗi khách ha. Cũng nói khách hít sâu vào và từ từ thở ra 3 lần hoặc 2 lần tùy vào mỗi người ha. Rồi đi bộ lên, đi bộ lên tiếp, lên tới vai. Mọi người giữ cái phần, bấu cái phần đầu vai nè, bấu dùng cái tay mình bấu phần đầu vai nè, bấu xuống, rỉ xuống, thẻ ra từ từ, ấn sau bấu bóp cái phần đầu vai á, thẻ ra từ từ, cái tay của mình nè, ấn, thẻ ra, rồi đi bộ xuống. Sau mặt sắt. Rồi, chúng ta bắt đầu phần học phần mặt ngửa. Rồi đối với mặt ngửa, mình xem cái camera có quay cái chân không nha, phần chân. Rồi ok, để mình dịch xuống một tí xíu. Ok, rồi mọi người quan sát phần mặt ngửa. Tiếp tục mình ấn huyệt nè, dọc đường mép mu bàn chân nè, mé đây nè, à, mình ấn theo đi bem á, ấn ngón cái nhịp qua nhịp lại, mình cứ thế mà dịch lên dần hai bên đều nhau. Ấn dọc lên, đây là ấn đường huyệt xương sống nè, đối với cái bài phút ha. Ấn dọc xuống, ấn từ từ thôi ha, ấn từ từ dọc lên dọc xuống. Rồi mình tiến dần lên, mình leo lên giường, mình tiến dần lên, mình ấn phần mặt trong của chân khách, giống mình đi bài massage dòng, đi đường lai bên trong á, đường lai bên trong mình ấn bên trong, mình cạnh cái xương cạnh bên trong á, bên cạnh nó thôi chứ không phải ấn lên xương. Cứ như thế mà dịch lên, thì đối với mặt trong thì mình cân đối lực thể lực ra. Rồi lên tới đầu gối, thấm đầu gối và xoay tròn đầu gối một tí xíu, xoay 1, 2, 3 một vòng tròn, rồi xoay ngược lại, rồi cứ thế mà tiến lên, ấn nha, ngón cái nha, cái lực ấn mặt trong này, tiến lên, tới cái phần huyệt bẹm, mình đỡ ngược cái tay lại nè, dùng cái ốc tay ấn vào phần huyệt bẹm của khách, ấn vào. Thì đối với cái phần này thì nam làm cho nam, nữ làm cho nữ, thì có thể ấn cái phần huyệt bẹm này. Lúc này mình ấn cái phần huyệt bẹm thì mình cảm nhận cái nhịp tim nó đang đập, cái phần chỗ ốc tay mình ấn nhịp tim đang đập, thì mình tính khoảng 18-19 nhịp tim. Mình giữ đến 18-19 nhịp tim rồi mình thở ra từ từ, thở ra từ từ, thở ra từ từ, rồi ấn xuống. Đối với trường hợp nam làm cho nữ và nữ làm cho nam thì mình tìm cái đường động mạch á, từ trên phần chỗ huyệt bẹm nó chảy xuống dưới chân này, tìm động mạch, dùng ngón cái là ta ấn vô khúc dưới này, khoảng cách ra mình ấn ở dưới này thôi, rồi cũng giữ tìm động mạch, mình giữ cũng 3 nhịp, 10 nhịp, 18 nhịp tim vậy, rồi mình thở ra từ từ,
Rồi cứ thế mà mình ấn xuống lại. Ấn xuống lại đến gót chân. Rồi chuyển. Này đơn giản ha. Chuyển chân bên này. Đặt chân gấp như thế này. Tiếp tục quỳ xuống như thế này ha, giống như mình ha. Cũng ấn lại tiếp nữa. Lúc này mình ấn ấn đơn, hồi nãy mình ấn đô rồi, giờ mình ấn đơn này. Nghiêng người mình ấn dọc này. Ấn dọc này. Ấn dọc. Lên thế này mình cũng vậy. Ấn vào. Lên. Ấn dần lên. Rồi mình ấn xuống hoặc ly ban xuống tùy vào thời gian ha. Nếu mà ấn xuống thì phần phải đi ban lên, đi ban xuống lần tiếp theo nữa. Rồi, động tác tiếp theo. Mọi người nè, nâng chân lên và chân này đỡ đỡ nè. Cầm như thế này. Đạp mặt sau của phần bắp đùi ấy. Đạp xoắn ấy. Mọi người xin nè. Đạp mặt xoắn. Kéo. Đạp xoắn. Kéo. Xoắn lại, kéo. Cứ như thế ba điểm mà xoắn dần lên. Rồi, đạp xuống lại. Tất cả làm đều từ từ thôi ha. Rồi, tiếp theo là hai cái bàn chân của mình đạp lên, đạp xuống. Vừa đạp vừa kéo mới có lực ha. Rồi, tiếp theo gắt chân như thế này. Dùng lực nâng cho mông mình tới. Mình ôm, chia làm 3 điểm ha. Điểm thứ nhất này, bấu cái tay vô, bắp đùi của khách á, rút về. Nâng lên, thẻ ra từ từ, dịch xuống. Nâng lên, thẻ ra từ từ, dịch xuống, nâng lên. Rồi thẻ ra. Xong, dịch cái mông mình về, lui lại về một tí xíu cho cái chân này nè. Đó, mấy bạn quan sát cái phần chân này để mà chú ý tập ha. Đỡ cho cái chân rộng ra một tí xíu rồi mình mới rút cái hai bàn chân mình ra được. Dựng chân khách dậy như thế này. Ngồi dậy. Giữ mu bàn chân của khách. Tiếp tục động tác tiếp theo. Ôm ống giữ phần bắp đùi. Dùng hai cái ốc tay ống giữ kéo lên ha. Đây ống giữ nè. Mình kéo lên. Dịch đường thứ. Mình chia làm 3 điểm hơn. Ống giữ kéo lên. Xuống ống giữ kéo lên. Làm chậm thôi ha. Làm chậm và từ từ thôi. Rồi tiếp theo. Bấu phần trái chân. Luồn ha. Các ngón chân tay mình vô. Tách cái phần trái chân này, luồn vô, tách cái trái chân, tách, chia là 3 điểm ha, để chính giữa đường lai cái phần bắp chân á, tách ra thôi, hả? Chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó xong, tiếp theo, giữa chân ra, làm căng chân. Đối với căng mình xu hướng bên ngoài ha, bên trong thì nó bị trái cái phần cẳng chân này, là lòng bàn chân của khách này. Giữ nè. Cái cẳng tay mình, một tay mình ôm đầu gối, một tay nè, cái cẳng tay này giữ lòng bàn chân nè. Giữ nè. Đó, như thế này. Còn tay này nè, giữ chỗ đầu gối hoặc chỗ bắp đùi để cho cái chân khách luôn thẳng chứ đừng để khách, chân cái khách cong. Làm căng nè. Rồi thẻ ra nè, xoay người lại. Lát nữa mình làm căng ra hướng chân bên kia mọi người xem. Xoay người lại như thế này. Nâng chân khách lên. Làm căng. Cái này là luôn giữ đỡ chân khách thẳng nè. Đối với khách nặng á thì mình ôm đầu gối về làm căng như thế này. Đối với khách mà cái chân to nặng, còn đối với bình thường thì mình tư thế như thế này thôi. Căng. Nhớ là mình tạo độ căng đến điểm ok nhất định với khách rồi thì mình giữ, rồi sau đó mình thả từ từ. Tất cả đều làm từ từ và độ căng phải có điểm dừng ha. Ấn việc cũng có điểm dừng và làm căng cũng có điểm dừng ha. Làm cái tiếp theo, gắt chân như thế này. Một tay này đì cái chân xuống, tay này đì lên. Còn nhiều khách mà dẻo quá thì đì và chân khách nằm bên này luôn ha. Mình cứ thế mình làm độ căng tối đa cho khách thôi ha. Rồi, động tác tiếp theo. Chân trái mình bước qua bên kia. Mình giữ cho khách khỏi bị rơi, khỏi bị ngã, vướng. Mình giữ cái chân của khách như thế này. Chân phải mình hơi nhích lên một tí xíu. Mình có nói giữ đúng cái huyệt hóc nách này nha. Cái huyệt hóc nách trong đây nè. Cái ốc tay mình giữ mình ôm đúng như gì nè. Nhiều người ôm bị chéo, bị tra sai á, thì dẫn đến là khách rất là đau phần chỗ này. Cho nên mình ôm phải đúng như đúng ấn huyệt đúng ha. Bị quen.
mình bể, mình phải đến độ căng nhất định mình dừng. Đối với phần này mình dừng hơi lâu một tí xíu ha. Rồi mình thẻ ra từ từ. Mình có thể lặp lại lần 2, lần 3 theo mình thích. Rồi thẻ khách ra về cái tay này mình sẽ giữ nè. Chân khách phải giữ y chang trên bắp đùi như thế này. Chân này nằm trên bắp đùi như thế này. Dùng hai tay ấn từ từ đi xuống. Nhớ là còn phải chú ý quan sát cái độ căng của khách hơn. Nhiều khách ấn tới đây thôi, nhiều khách mà nằm dài xuống như thế này luôn. Cho nên mọi người cân đối, phải cảm nhận. Rồi thẻ ra từ từ. Tiếp tục dựng khách lên, à dựng cái chân khách như thế này. Ngồi tư thế như thế này nè. Hoặc là chân tay này đỡ, chân này đỡ nè. Đạp nè. Chân nào cũng được hết, chủ yếu mọi người đạp đúng đúng kỹ thuật thôi là được rồi. Còn chân nào đạp cũng được hết. Đó. Xuống và đạp xuống dần. Sorry. Rồi xuống dần. Ha. Con đối phần đáy mông nè. Giữ cái chân trang cái chân này nè, ấn đúng cái phần việc của đáy mông nãy mình quỳ vậy. Còn chân này cứ năn nó nằm theo bên ngoài cũng được, làm trụ thôi. Đây, ấn kéo và ngã người ra sau. Rồi. Nhớ làm chậm thôi ha. Rồi xong cái chân bên này. Xong. Chân bên này làm tương tự. Thì cái phần làm tương tự mình giới thiệu hơi nhanh ha cho mọi người cũng quan sát. Ấn huyệt nè, ấn huyệt dọc lên nè. Mình làm nhanh ha. Chân này tương tự như hồi nãy mình để nó kỹ ở bên chân bên này rồi, ấn huyệt dọc lên. Ấn xuống lại thôi. Rồi mình ngồi xuống. Đạp xoắn phần bắp đùi. Giữ chân nè. Xoắn phần bắp đùi nè, đẹp nè. À, hồi nãy ở đây mọi người đạp chưa không có thấy nha. Thì mình đạp lại kỹ cho mọi người xem nè. Dùng cái phần mặt trước nè, ở trên cái phần bàn chân của mình nè, ấn đây. Rồi đẹp xoắn nè, xoắn thì đương nhiên nó chạy tới lòng bàn chân đẹp thẳng tới nè. Thẻ ra từ từ. Đẹp, xoắn. Cái hai cái tay mình vừa kéo cái chân này về. Cái chân này nhiệm vụ này nó đỡ, giữ cái chân này. Tiếp tục dịch lên một đoạn đẹp xoắn. Kéo. Đáp, cứ vậy mà đạp xuống đạp lên. Một vòng thôi được rồi. Xuống đạp lên. Đơn giản như vậy. Tiếp theo là đưa hai chân vô đạp luôn. Đó, này giờ mọi người dễ thấy nên mình làm chậm một tí cho mọi người xem nè. Này mình cố gắng mình giữ nha. Xong. Đạp lên đạp xuống. Tiếp tục mình giữ nè. Giữ gì mình đặt cái chân này qua bên này. Dùng lực nâng cho mong mình tới. Ôm, kéo. 1, 2, 3, rồi thẻ ra. Đơn giản. Nhịt cái mông mình lui ra một tí. Dựng cái chân khách lên. Như thế này. Quỳ. Quỳ thì mình giữ cái mu bàn chân của khách nè. Quỳ giữ vậy nè ha. Ấn huyệt. Tắt. Ấn, tắt. Ấn kéo vào sau. Ấn kéo nâng lên. Ấn kéo vào sau nè. Nhẹ nhàng từ từ thôi. Mình ấn nè. Còn mọi người xem nè. Mình đi một cách từ từ cho mọi người xem nè. Đó, làm chậm như vậy á. Thè đi một vòng, một lần thôi, đáng lẽ đi 2-3 lần. Làm nhanh, còn làm chậm thì mình một lần thôi. Đi 3 điểm thôi. Một lần, thè ra từ từ. Đó, mọi người làm chậm vậy thôi, làm nhanh thì mọi người kéo luôn cái ha, người khách xuống này. Cho nên mình làm chậm thì người khách xuống từ từ, rồi thè ra cũng từ từ. Đó, cho mọi người chú ý tách nè, tách bắp chân nè, tách. Làm chậm thôi ha. Rồi tiếp theo nè, phòng bể. Xoay người liền như thế này, như này hồi nãy phút giờ như thế này mọi người dễ thấy nè. Ôm đầu gối, cẳng tay đỡ như thế này, ngã người làm căng nè ha. Cái này chỗ bắn giữ đừng có đỡ cho chân khách cong như thế này là không có đạt ha. Tiếp theo dựng chân khách lên, giữ đơn giản ha. Tiếp theo gắt chân khách lại làm căng, hồi nãy mình cũng để làm. Tiếp theo đặt với bên này. Vậy với cái động tác bẻ này mọi người thể về từ từ về làm lại lần 2, lần 3 tùy vào mọi người thích. Nhiều khách dẻo quá thì mình cứ việc cân đối bẻ xuống mạnh thôi chứ không có gì hết. Đối với trên giường mọi người đừng có sợ khách này phải rớt xuống giường. Đây là cái chân này mình phải chà chà thật chắc, mình
giữ chỗ này, mình giữ cái phần cản chân này như thế này rồi, cho nên khách không có rớt xuống giường đâu, có gì đi xuống luôn cũng được ha. Tay dựng bị cho đường bị như thế này rồi, rút về giữ nè, mình vẫn giữ cái chân này, đừng để cho khách nó bị bung ra ha. Giữ như thế này, đi xuống rồi bung ra, ngồi xuống và đạp ha, 1 2 3 rồi đạp xuống phần đáy chân và kéo khách bung ra là xong. Xong cái phần chân. Đối với phần tay, phần tay như hết giờ, cái giờ nó nhiều quá, mình hướng dẫn đều quá à, hết giờ cho nên mình chỉ phần tay bên này ha. Rồi phần tay thì rồi mình đứng đây mình chỉ mọi người luôn ha. Phần tay nè, hướng xuống và mình đi bên re, bếp nước qua kia mình chỉ nhanh cũng được, mình chỉ nhanh cho mọi người ha. Phần tay bem re bem vô. Rồi tiếp theo là mọi người ấn huyệt phần tay, ấn huyệt rồi ấn xuống, sau đó mọi người bem re bem vô lại, rồi cầm tay lên làm giống như bài massage, tách mu bàn tay 3 lần, rồi ấn huyệt kỹ mu bàn tay nè, ấn huyệt dùng ngón tay ấn dây tròn nhẹ, rồi kéo kéo trượt dần nè tới cái phần kéo trượt dần ra ngón tay nè tới phần phao của phần tay giữ lại ở dưới được tới phần quăng tay giữ lại, hai tay dùng lực ấn vào rồi trượt ra khỏi đầu ngón tay, tiếp tục ngón tay khác tương tự ấn huyệt kỹ mu bàn tay của con đường này, rồi mình kéo cái tay ra ấn huyệt, cứ như thế mà chuyển dần hết cái phần ngón tay giống như bài massage thôi. Xong tiếp tục luồn tay vào, xoay tròn cổ tay này đơn giản thôi mọi người tập, và xoay cho đúng độ căng ha, rồi xoay ngược lại 3 vòng thôi, 1 2 3, rồi tiếp tục bỉ ngược lên bỉ ngược xuống, rồi hơi kéo căng này như thế này nè, tay này hỗ trợ kéo xuống, rồi tiếp tục xiêm nè, cầm đúng cái lòng bàn tay hướng vào mặt của mình nè, đúng gì ha, đỡ ngược lên nè, chứ đừng đỡ ngược là mình bị không được đâu, bị căng tay khách á, bị trái với tay khách á, như thế này bẻ xuống, rồi tất cả đều làm từ từ ha, bung ra kéo tay nè, 1 2 3 kéo lên kéo mạnh lên, rồi thả về ấn xuống bung ra, thế là xong phần tay. Rồi mình chuyển lại bên này cho mọi người xem nè, đi qua mình cũng không rời tay khỏi người khách ha, tới phần này nè, phần này mình ấn hiện xuống nè, rồi mình đi bên đây bên vô nè, cái này mình ấn thay hồ, còn đây mình nhớ hồi nãy cái mặt sắt mình tương tự nè, mình ôm thôi, ôm bên đây bên vô đó. Rồi tiếp theo là ấn huyệt nè, ấn dọc cái đường cẳng tay nè, ấn dọc gì thôi. Đối với cái phần này thì cái chỗ gắp tay nè đưa ra, mọi người tách ra hai mắt tay, ấn cái huyệt này là đúng luôn nè, đúng chính xác luôn nè, ấn vô thì huyệt này quan trọng, mình ấn hơi lâu một tí xíu, rồi dọc lại nắm phần bắp tay lên tới đầu vai, rồi ấn xuống lại, rồi bên lên bên vô, thế là xong. Tiếp tục cái tay cũng mua bằng tay và ấn huyệt về ra từng ngón tay và bị tương tự nè, xoay cổ tay và bị cổ tay ha, cái lòng bàn tay hướng vào đúng mình nè, cầm nè bị ngược nè, đặt có thể bị vướng lên cái gối mình nằm cũng được, như thế này cũng được, nhưng mà hướng cho các ngón tay xu hướng như xuống như thế này, bị xuống từ từ thôi ha, bị là đúng một căn ha, rồi đưa xuống ấn huyệt, thế là xong cái phần tay. Rồi mình lên phần vai cổ về đầu ha. Rồi mọi người lên phần vai cổ đầu, phần vai cổ đầu thì cũng tương tự như
đưa cái bàn massage gì đó. Đây, ấn vào, ấn cái phần huyệt cái đầu qua nè, huyệt hóc nách nè, ấn vô, ấn ra. Rồi mọi người có thể là, khi lên phần vai cổ đầu mọi người nhớ đeo khẩu trang ha. Đeo khẩu trang vào, mình lấy khẩu trang mình đeo vào. Nhớ đeo khẩu trang vào khi lên vai cổ đầu. Ấn huyệt. Và cái phần này mình có thể là khi mình đi lấy khẩu trang mình đeo, mình có thể là đi rửa tay luôn đi. Rồi lát nữa mình kết hợp làm đầu cho khác. Hoặc là lát nữa mình làm vai cổ đầu mình rửa cũng được. Nhẹ nhàng lấy khăn tay luôn đi. Rồi lát nữa mình bẫy cái khăn nó rớt. Tiếp theo nè, đây mình đã khăn đây, mình hướng dẫn mọi người thấy nè. Luồn tay vô, luồn tay vô cái phần chỗ tới bẻ quai luôn, gần tới vai ấn nè. Rồi mọi người cứ xem gì đây, lát nữa mình diễn không cho mọi người thấy nè. Ấn nè, ấn dịch dần một mắt tay, dịch dần một mắt tay và lên tới cổ, rồi lên tới đầu. Tất cả ấn phải làm từ từ chậm thôi ha. Đây mình luồn vô nè, chỗ bẻ quai nè, xếp xương sống nhưng không đụng xương sống. Ấn nè, dịch ấn, dịch ấn, chậm thôi ha, lên tới cổ cứ như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp theo, nghiêng đầu khách lại và mình dùng ngón cái tay của mình, đây mình ấn từng bên, mình đang tập trung lại cái phần vai khách nè, ấn vô cái phần cơ vai, là cứ việc ấn lên cơ và ấn dần lên cơ cổ luôn nè, sát xương sống, sát xương cổ nhưng không đụng xương là được. Cứ việc ấn vô ấn xuống, ấn ra, thế thôi, thực hiện động tác ấn bằng tay thôi. Bên này làm tương tự, cứ ấn gì ấn lên vô lên cái phần cơ cổ và ấn xuống. Cái này những khách mà trèo cổ đồ gì đó thì mình tập trung thời gian nhiều, ấn lên ấn xuống nhiều lần cho khách ha. Rồi tiếp theo là mình có thể tập trung tiếp nè, ấn phần cơ cổ khách nè, đây là phần thêm thôi ha, ấn xuống thêm. Mình cũng có thể dở là mình tập trung mình ấn, mình đứng là mình tạo tư thế mình ấn ha. Đây là phần thêm, nói chung là dùng ngón cái ấn cái phần cơ vai và cơ cổ, cứ thế mà ấn. Rồi tiếp tục động tác tiếp theo nè, ốp tay hoặc là mình ôm cái phần cổ cũng được, dùng ốp tay nè, gì thì nó mạnh hơn. Căng nè, cổ khách nè. Tiếp theo dùng ốp tay đổi bên nè, ốp tay đúng cái huyệt cổ nha, căng. Rồi tiếp tục giữa hai tay đặt như thế này, đặt như thế này nè, đặt chiếu nè, để cho cái ốt cổ á, cái ốt á, cái huyệt ốt á nằm trên cẳng tay của mình á, nằm lên, thả xuống. Mọi người có thể lặp đi lặp lại 2 lần 3 lần đối với động tác này. Rồi thả xuống từ từ, đặt khách xuống lại bình thường. Đi rửa tay, lúc này mình đi rửa tay chấm tinh dầu. Rồi cho khách ngửi và mình làm massage đầu. Massage đầu thì mình làm tương giống như cái video mình đỡ cái bên trong cái video này, mình có hướng dẫn cái phần massage đầu kỹ hơn. Lúc này massage đầu tự do hơn mọi người, không massage đầu giống như cái video ha, video mình hướng dẫn massage đầu. Mọi người quay lại cái video hướng dẫn massage đầu để học cách massage đầu cho kỹ ha. Đây 5 điểm hết tất cả thì mình làm giống như trên, tất cả các bài khác cũng giống nhau, phần massage đầu rồi cũng ấn huyệt xong ha. Mọi người xem lại cái video hướng dẫn massage đầu để mình học cái phần đầu ha. Còn đối với video này mình không có hướng dẫn cái phần đầu, bởi vì dung lượng nó nặng ha. Mọi người xem lại video hướng dẫn massage đầu để mình học cái phần đầu thì cái bước massage đầu như vậy, thế là ấn huyệt là xong ha. Tiếp tục giờ mình dẫn khách dậy nè, quay bên này. Khi mà xe đầu xong rồi mình cũng từ từ bung ra ha, như cái video hướng dẫn á. Rồi gấp chân lại, gấp vô, gấp ra, gấp xuống, gấp lên. Nhớ là phải đi từ từ, làm từ từ về có độ căng, phải có độ căng thì khách mới hài lòng được ha. Còn gấp không có độ căng thì thèm khỏi gấp ngon hơn thì. Rồi tiếp tục leo lên, thực hiện một số động tác
Vị tiếp theo nè, cầm chân khách, giữ, căng lên, giữ như thế này, giữ lâu càng tốt, tùy theo thời gian thôi, nhưng mà phải giữ lâu vậy. Rồi thể ra từ từ, thực hiện 2 hoặc 3 lần cái động tác này ha. Thực hiện lại thì vẫn bung như thế này, để từ từ để sao khách nó cân đối lại để rồi mới thực hiện lại lần 2, lần 3 ha. Rồi tiếp theo là gấp chân khách lại nè, đỡ khách ngồi xếp bằng nè, đó, chồm cầm chân tay của khách, từ từ thôi ha, dừng khách dậy nè. Rồi mình quay cái phần mặt sau của khách nè, tiếp tục này bị keo quá rồi, ấn huyệt mình tập tiếp tục ấn huyệt trên vai nữa nè, ấn huyệt ngón tay nè, ở trên cái phần vai khách ấy mình cứ việc ấn ra ấn vô, rồi mình ngồi xuống mình bóp vai, rồi mình mỏi tay cái thì mình ấn huyệt bằng cùi chỏ, ấn ra ấn vô. Rồi khi ấn huyệt bằng cùi chỏ mình nhớ tách cổ khách tiếp một lần nữa bằng cách ấn cùi chỏ cho hủng á, cùi hủng vai á, rồi ôm hai tay lại tách, nhớ là đặt cố định thôi ha, tách. Đây mình làm bên này cho mọi người xem nè, khi ấn huyệt vai ấn vô ấn ra mình tìm chỗ lõm nè của phần vai, giữ cố định, đưa tay này vô, và còn cái tay này nè, cái chỏ của tay này đụng đúng cái huyệt bóp của bên trái này, đây tách ra. Rồi về lại xong bóp lại vai, rồi tiếp tục một số động tác bỉ như thế này là mọi người, đối với những khách bình thường á, những khách mà lực không dẻo lắm á thì có thể dùng tới những từ bước này, có thể dùng và thực hiện các động tác là nói khách là finish hay vân vân. Còn ngoài ra mình có thể thêm nè, những khách mà dẻo và những khách mà chuyên nghiệp hơn là các bước sau là mình thêm nè, mọi người chú ý, sẵn tiện mình giới thiệu mọi người luôn, bỉ khách nè như thế này, động tác vẽ quỳ giữ chân khách như thế này ha, chân này mình giữ chân khách ha, kêu khách là phải thả lỏng. Thì động tác bỉ mọi người phải chú ý ha, mọi người phải làm chuyên nghiệp rồi mọi người mới làm cho khách ha. Bỉ ra và giữ rồi đưa về lại, rồi tiếp tục chuyển bên tương tự đây. Giữ rồi mới đưa về lại. Rồi động tác bỉ tiếp theo, đan tay vào, dùng các đầu gối mình đỡ dập đường xương sống mà cứ xuống và bỉ lên thôi, xu hướng cái gối nằm thẳng và đẩy lên ha. Giữ tay này, hai tay ôm như thế này nè, đỡ cái gối gần cái phần bẻ quai, mình bỉ từ trên xuống nè, chân nghẽ từ bẻ quai nè, đó về cứ dịch xuống dần từng đốt sóng luôn, bỉ cơ quá trời. Đó, dịch dòng đó, làm từ từ ha, dịch bỉ kêu đó, xong tiếp tục dịch xuống. Rồi và khi mình bỉ mình cảm thấy còn cái chỗ này còn thiếu, mình có thể lặp lại mình bỉ cho khách nữa để cho cái nó tiêu đều hết cái tốt sống thôi. Rồi tiếp theo là mình ấn cái phần dưới phần thắt lưng này cho khách ngã ngửa đi luôn đó, kêu khách là thẳng cái chân ra giữ, còn sợ trúng ngực á thì mình giữ cho tay khách lại, đỡ gì luôn mình nâng lên gì luôn. Còn bình thường nam với nam á thì mình đỡ khách thẳng xuống gì, nâng cái đầu khách lên, mình có thể làm căng mình gì luôn cũng được, nằm trụ ha. Rồi giữ một điểm nhất định, mình nâng từ từ lên nè, đó tay nè, mình giữ khách lại cho khỏi bị tí, cho khách được xuống từ từ, thế là xong. Cái này là phần này thêm thôi, đối với khách mà mình có thể làm được, còn không là khúc hồi nãy mình đã dừng rồi ha. Tiếp theo bóp lại và đi khách xuống, vừa bóp vừa đi nè. Đó, những cái khúc này cái động tác nó hơi khó và khách là nặng thì đôi khi nhiều bạn không có làm thực hiện được thì nên cắt bỏ, không làm được thì nên cắt bỏ những khúc sau này ha. Rồi thế là xong, thế là mình hướng dẫn xong mọi người bài ôm mệt á, bài Thái massage. Thì
Thì hy vọng là mọi người tập luyện và thành công ha. Cảm ơn mọi người. Thank you.